giờ anh em, chúc anh em một ngày tốt lành và nhiều niềm vui nhé. Hôm nay là một buổi sáng rất là đẹp trời. Toàn sẽ mang đến cho anh em một sản phẩm mới nhưng mà không mới, đến từ nhà Dot Mode. Đây sẽ là một phiên bản cực kỳ đặc biệt. Trên tay mình đang là phiên bản Dot Mode Dot.io V2. Nhưng mà phiên bản này đặc biệt ở một chỗ là họ fit chung với Monarchy, hay nói cách khác là Monarchy là người thiết kế ra hình dáng bên ngoài của con này. Việc Dot Mode fit chung với lại Monarchy lần này là một cái việc khá là đặc biệt, bởi vì Monarchy là một cái hãng làm đồ high-end cực kỳ nổi tiếng thế giới và được nhiều anh em trên thế giới và ở Việt Nam ưa chuộng. Bạn có thể search thông tin về Monarchy trên Google cũng như trên các trang mạng xã hội thì bạn sẽ thấy là những sản phẩm của họ là đều có một mức giá cũng sương sương chứ không có rẻ quá đâu mấy bạn. Nhưng mà việc Dot Mode mang một sản phẩm này phía chung Monarchy thì cái phiên bản này khá là đặc biệt, nên là Toàn cảm thấy hào hứng với nó, cho nên là Toàn đã biết một con để về Toàn có thể review cho anh em rõ ràng hơn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau bắt đầu khui siêu nó. Yes, qua hộp chỉnh chu đúng không anh em? Mấy cái linh tinh mình bỏ qua một bên đi ha, mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Đây, Dot Mode là một quả hộp đẹp ha. Từ sau mình để ý là từ cái sau phiên bản Dot X thì Dot Mode đều làm những cái hộp mà có vẻ nó rất là sang trọng, mà thiết kế mở ra mới vô thế này, nhìn nó rất là trực quan và hấp dẫn. Mình không thể kìm nổi sự hào hứng mấy bạn ạ. Mình sẽ mở ra trước cho mấy bạn xem ha. Đây, đầu tiên là mình sẽ có một cái card của Dot Mode, đây là như là warranty card. Trên này nó có sẽ ghi thông tin là series này, con này là series số 1370858, phiên bản đặc biệt G10, vật liệu G10. Lát nữa mình sẽ giải thích vật liệu G10 cho các bạn. Ok. Đây, bên trong đây còn gì nữa nè, chờ tí. Một cái manual hướng dẫn sử dụng anh em. Đây, mình sẽ coi tiếp hộp phụ kiện như thế nào, phụ kiện sẽ còn có những gì. Trong hộp phụ kiện thì Dot Mode sẽ cho mình một bộ gioăng thay thế, OCC thay thế anh em, và đặc biệt là một cọng cáp, cái nào cũng có, thằng này bỏ qua bên thì không cần thiết lắm nè. Đây, ôi, nhân vật chính chúng ta đây. Trời ơi. Úi dồi ôi, siêu phẩm anh em ơi. Nó đẹp. Lưu ý là trong clip có sử dụng những cái từ đường phố một tí, anh em thông cảm để nó tạo độ chân thật, thấy không? Đẹp quá anh em ơi. Thật ra thì Dot.io V2 á, thì nó cũng quen thuộc với anh em mình bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà cái đây là một phiên bản đặc biệt. Thứ nhất, nó làm bằng vật liệu G10. Cái thứ hai là nó fit chung với Monarchy á các bạn. Nghe cái chữ Monarchy là đã thấy high-end đúng không? Và cái việc Dot fit chung với Monarchy lần này thì một việc là khá là bất ngờ. Lần trước thì Dot fit chung với lại Study thì cho ra một con phiên bản màu trắng đúng không? Nó cũng đẹp nhưng mà Toàn cũng thấy bình thường. Mà riêng con này thì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn, cho nên phải biết gấp về để mà có thể chia sẻ với anh em. Đầu tiên á thì mình sẽ thấy á, là cái đo nó có logo nhận diện của Monarchy là hình cái vương miện đúng không? Và cái thứ hai là cái bộ tiếp của nó nè, bộ rip tiếp của nó thì nó sẽ là bộ rip tiếp Monarchy, có thể thay đổi được nhiều màu phía trên này. Hiện tại bộ rip tiếp gốc của con này thì đang là Delin. Và con này là sẽ xài rip tiếp 510 các bạn. Đó. Và bây giờ lại vẫn có một cái connect. Toàn bộ thân được làm từ vật liệu G10, nhìn rất là chắc chắn. G10 là vật liệu mình cực kỳ thích khi mà nó được sử dụng trên những cái phiên bản Bioless Box trước đây. Và bên trong lòng của con các lot creation Delta Nest và Delta Mode. Nhiều anh em nói đó là gỗ nhưng không phải, đó là G10 mấy bạn. Những hãng high-end đều sử dụng vật liệu G10 để làm thiết bị cho họ. Trước đây đó họ cũng đã làm phiên bản Dot V1 G10 gồm rất là nhiều mẫu, rất là dễ. Nhưng mà vì nó không được ngon các bạn, thì qua phiên bản này khác. Bạn coi nè, đây, có logo của Monarch phía trên đây. Đây, 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 thấy không? Monarchy nè, à, Monarchy. Có chữ Monarchy mà được đặt. Lỗ gió cũng có hình logo vương miện của Monarch luôn các bạn. Bên trong chúng ta sẽ được kèm theo một cái Dot tăng. Cái này sẽ sử dụng OCC của Dot Mode. Và chia sẻ luôn với các bạn là OCC của Dot Mode, những phiên bản V2, V3 gần đây thì nó đã ngon hơn rất là nhiều. Nó hạn chế tình trạng khét và bị leak. Bởi vì mình, một phần mình hồi xưa mình ghét Dot, bởi vì là nó trải nghiệm nó không có được mượt mà. Mình rất là ghét những OCC mà nó mút không đủ. Nhưng mà từ sau phiên bản OCC V3 và người ta sử dụng con Dot X đó các bạn, và cả những cái đầu boss của những con Dot Pro này nọ, thì họ đã có thực sự cải tiến rất là nhiều. Cho nên là mình bắt đầu quay trở lại mình sử dụng Dot, bởi vì người ta đã có tiến bộ và người ta đã có lắng nghe khách hàng. Hình như là nghe đâu là người ta đổi cái đơn vị mà thi công OCC cho họ hay sao á. Bên trong như thường lệ chúng ta sẽ có một cái dây để giữ pin, gắn pin vô giật cái là ra pin khỏi bị tình trạng kẹt pin ha. Một cái nút file cũng có logo vương miện luôn các bạn, và hai cái nút được mạ vàng. Xin đến chính với bạn là những sản phẩm của Dot Mode, những nút vàng này được mạ vàng 24K nha. Mạ vàng 24K chứ không phải là bằng vàng nha mấy bạn. Chất liệu G10 trên lần này được làm trên con IO, cái vân rất là đẹp. Vân mình nhìn mình tưởng tượng như là con đây là con của mình mà màu đen đó, thì nó tưởng tượng như là mấy cái vách núi các bạn. Nhìn nó cuốn lắm, nhìn nó, mình xem hình của hãng xong rồi phải đi kiếm mình biết về liền.
Như chúng ta đã biết, con này được làm bằng chất liệu G10. Chất liệu G10 là một loại composite được làm từ thủy tinh epoxy và nó có khả năng chịu được nhiệt cao, chịu được áp lực cao và chịu được axit. Đó là lý do tại sao ngày xưa Billitbox và những cái hãng high-end khác người ta sử dụng chất liệu G10 trong những thiết bị của họ. Như cái đo này nè, khi mà ngày xưa Billitbox ban đầu ra đời á, nó họ cũng làm những cái đo bằng kim loại nọ, nhưng mà bằng gỗ cũng có nữa, nhưng mà một thời gian nó sẽ bị cong vênh, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gọi là loạn gió. Cho nên từ khi cái phiên bản Billitbox mà Rep 4A ra đời á, người ta bắt đầu người ta sử dụng chất liệu G10 như thế này. Và tới bây giờ, chất liệu G10 thì giang hồ nó hay gọi là chất liệu người ta bố ép á, nhưng mà thật không phải bố ép các bạn, nó là sợi thủy tinh và epoxy ghép lại tạo ra một cái loại vật liệu cực kỳ chắc chắn, khó và biến dạng. Và các bạn có thể thấy là cái chất liệu G10 nó sẽ giữ màu và nó bền theo thời gian rất là nhiều. Nếu mà các bạn có chà sát nó mạnh quá thì nó chỉ mòn nhẹ được một ít thôi. Điển hình là bây giờ các bạn cứ tìm là những con Billitbox xưa đã được thiết kế từ những năm 2016, cuối 2016 thì bây giờ cái cặp đo của nó vẫn còn đẹp, len can và không bị biến dạng bạn. Đó là G10. G10 là một vật liệu cực kỳ bền bỉ. Còn cái hãng Monachi các bạn, tại sao mình lại hào hứng với nó? Bởi vì thực sự á là những sản phẩm họ làm ra cực kỳ đẹp và chỉnh chu từ xưa giờ rồi. Các bạn cứ search những sản phẩm Monachi trên mạng đi. Đây, cứ search Monachi mod là nó sẽ ra một đống sản phẩm. Và các bạn cứ nhìn đi, không có cái sản phẩm nào mà nó rẻ hết trơn á. Những còn những cái cua nét này nọ thì khoảng 55 cái châu Âu phải không? Còn mấy cái sản phẩm như RBA đồ này nọ thì toàn từ 250 cái châu Âu trở lên không. Cho nên là việc con Dotmod nó ra đời chung với con Monachi này thì tất nhiên là Monachi họ cũng sẽ rất là chỉnh chu trong những sản phẩm của họ. Ngày xưa giờ đã vậy rồi, cho nên là chắc chắn cái phiên bản Dotmod này nó là phiên bản khá là đặc biệt. Mà mình nghĩ chắc nó không có nhiều để anh em có thể sở hữu đâu. Nhanh tay thì còn đó, mình nghĩ là vậy. Con này nó sử dụng một viên pin 18650 nha các bạn. Bên trong nó sẽ cho sẵn bạn là một cái RBA, một cái đốt tăng và kèm theo hai OCC, một cái đang được gắn sẵn trong này và một cái bảo sẵn trong cái hộp phụ kiện lúc nãy các bạn, lúc nào cũng vậy đó. Và cái đo bên này họ thiết kế là trống để các bạn có thể gắn viên pin vào đây để xài những cái bọc pin cute phun mai que, những bọc pin sexy khoe ấy đồ này nọ, nó sẽ tạo cái điểm nhấn riêng cho con mốt của các bạn đúng không. Và cái tiếp này được thiết kế rất là quen thuộc với Monachi. Những fan Monachi nhìn cái tiếp này là biết là của đâu ra liền. Đó là độ nhận diện rất là cao đến từ Monachi khi đặt ra sản phẩm của Dotmod. Mình cảm thấy Dotmod đang càng ngày hoàn thiện, đang càng ngày gọi là lắng nghe từ người dùng nhiều hơn để người ta càng ngày người ta càng cải thiện những sản phẩm của họ. Và họ cũng đã ra mắt những sản phẩm có tính đột phá cao, như giống vừa rồi mình đã có con Dot X đúng không. Mình có Dot X bản thường là sử dụng OCC, và Dot X bản thứ hai là bạn có thể sử dụng được Boro tăng của những thiết bị Boro thông dụng. Phiên bản thứ ba là phiên bản Ultra, sẽ có một cái module để mà gắn bạn sử dụng được Squon được luôn. Mà bản Ultra thì hiện tại Việt Nam hình như là chỉ có mẫu mình đang cầm thôi chứ còn chưa ai có, bởi vì anh em cũng mới chơi Squon rồi. À, giờ người ta cần tiện lợi. Con Dot X là một con rất là độc đáo trong thiết kế các bạn, có thể tháo ráp trên những module rất là dễ dàng. Nên là giờ tiếp theo là họ đang focus vào sản phẩm Dot IO V2 của họ và đang collab với những cái hãng cực kỳ nổi tiếng để mở rộng cái thương hiệu của họ và mở rộng cái sản phẩm của họ đến tay người dùng nhiều hơn. Đôi khi người ta không thích Dot đó bạn, nhưng mà người ta sẽ tìm tới Dot bởi vì người ta thấy Dot fit chung với những cái nhà làm mod lớn như Monarchy nè, rồi Sturdy này nọ. Lát nữa mình sẽ nói sơ sơ về con Sturdy cho mấy bạn. Rồi, mình vừa gỡ cái Boro Dot tăng ra nha bạn. Cái Boro Dot tăng này nó quá quen thuộc với anh em rồi, nhưng mình không cần phải giới thiệu nó nhiều bởi vì cái thiết bị của Dot nó xuất hiện ở đây rất là lâu rồi và họ chỉ có càng ngày cải thiện cái thiết kế riêng của họ thôi. Chứ về thiết kế thì nó cũng không thay đổi, cải thiện cái chất lượng thôi. Đây, bên trong này là họ sẽ kèm sẵn cho mình một cái OCC 0.3 ohm. Wow, 0.3 ohm kiểu này là đóng free bay là tới lắm đó. Hút được từ 25 tới 40 watt bạn, OCC 0.3. Con này mình sử dụng để đốt ít rồi, OCC 0.3 rất ngon. Bây giờ mình sẽ bỏ một viên pin 18650V để xem giao diện của nó xem như thế nào ha. Đấy, có đèn chớp chớp. Đó, cái vấn đề là mình sẽ test thử con OCC 0.3 trên con Dot như thế này. Bởi vì trước đây mình không thích con Dot V1 bởi vì nó đốt nó hư đùi các bạn. Nhưng mà con Dot V2 này nghe mấy anh em khẳng định với mình là con này đốt mượt lắm anh ơi, con này cái gì anh ơi, này nè anh ơi, anh cứ quất đi anh ơi, không ngon là cứ chặt ấy em. Đó, như vậy cho nên là mình tin mấy bạn, ok. Sau khi mình châm chút vào thì nó có một màu rất đẹp các bạn. Cầm nó giống như một viên đá hổ phách đó, đẹp ha. Giờ mình sẽ chọn con máy mình quất. Đẹp quá mấy bạn, nhức nách quá. Con này là series 0858 trên 3.000 con trên toàn thế giới nè. Con này chỉ có 3.000 con thôi. Mình bón y chang mà nó không có làm nhiều mà. 3.000 con, quá đã. Chăm chú trời, quất xem như thế nào. Thì mình thì thường mình rất là ít xài OCC anh em, thì đường nào mình cũng sẽ nhét RBA vô à. Lát nữa mình sẽ chia sẻ với anh em là sử dụng RBA nào trên con Dot này mà ngon, ok.
đốt mức rực bro ơi, không có nghe nổ. Thấy không? Nghe tiếng xè xè nè, nè. Để gần micro cho nghe nè. Đó. Không nổ lập bập. Bình thường anh em chăm chút bộ chơi xe, anh em chăm bập 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 bập. Không? Thực sự cái tiếng. Vậy là mấy bạn không biết mình. Xin lỗi mấy bạn vì mình đang nghĩ xấu rồi mấy bạn. Mình đang sử dụng OCC 0.3 trên mức công suất là 30W. Mình sẽ đóng thêm máy nháy nữa rồi mình sẽ coi thử hương vị như thế nào. Khói dày. Rất là đợt mấy bạn, mình đang sử dụng chút tỷ lệ 70-30. Tại sao mà lại sử dụng chút tỷ lệ 70-30? Vì khi mình test những con OCC thì mình sẽ sử dụng chút đặc hơn một tí. Để mình sẽ test xem là cái độ bền của nó như thế nào các bạn. Độ bền này CC thì thường nó sẽ phụ thuộc vào cái sử dụng nhiều hay ít của các bạn. Ví dụ mấy ông hàng ngày mà cứ suốt ngày ngậm trên miệng như cái bác Hương á, từ sáng tới tối vậy kêu OCC bền, không biết bền kiểu gì luôn. OCC nó cũng có thời gian nghỉ ngơi để ngắm chút nữa. Và khi các bạn sử dụng hàng ngày á thì bên trong OCC nó sẽ tạo ra những cái cặn nhỏ. Các bạn lưu ý là hút hết chút, hạn chế để chút trong buồng qua đêm. Thì đó là cách bảo quản OCC mấy bạn, đúng không? Thì sáng mấy bạn hãy bật một công suất thấp hơn một tí để kiểu là hít nhẹ cái OCC lên cho nó ấm, xong rồi hãy đưa về công suất bình thường mình hay sử dụng. Đừng cố gắng đóng ngay từ đầu công suất lớn, nó sẽ bị kiểu nóng đột ngột á, nó sẽ không giữ được tuổi thọ OCC lâu. Và mình nghĩ một OCC bền mà chưa từ 7 ngày trở lên là mình thấy nó quá ok rồi. Vấn đề đó là nó vẫn còn đốt được đó nha. Chứ còn nếu đảm bảo hương vị mà một OCC ngon lành á thì mình nghĩ chắc tầm khoảng 4 ngày đổ lại là đẹp. Vì khi đó mấy bạn còn cảm nhận được là chút nó ngon chứ không phải là cứ nó ra khói là được. Cái đó thì phí lắm, vì cái thứ mình sử dụng nhiều là chút mà. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm là mình sử dụng cái RBA nào ở trên con những thiết bị của Dot cho nó ngon, đúng không? Riêng OCC thì mình hút trải nghiệm như mấy bạn xem và đánh giá nó sơ sương là mình xác nhận là OCC của họ đã có cải tiến cực kỳ nhiều sau những cái đợt cụ bắp như ngày trước đây. Mình là mình cái gì mình không thích thì mình sẽ chê, bởi vì mình sử dụng Dot nhiều rồi mà. Trước đây mình có một con Dot V1 G10 màu cam, nhưng mình mua nó vì nó là chất liệu G10 và nó rất là đẹp. Không, thực ra không phải mua đâu, mình buông lên với biết đó chứ không chả phải mua đâu, chứ nó đâu chịu nhảy đâu, thấy không? Như vậy cái câu chuyện sử dụng RBA nào cho Dot Mode thì là một câu chuyện rất là dài, hơi cho mãi đến gần đây mình mới chọn được một em. Nói sơ qua thì ngày xưa RBA của Dot Mode nó cũng có nhiều con rồi, phải kể đến là cái RBA gốc của Dot nha, cái thứ hai là Dot Cell của nhà Abizu. Thì mình đánh giá là hai cái đó nó như cái, cho nên là mình không recommend cho đến khi bây giờ mình xài BB và mình mua được một em RBA như thế này. Đây là con Sturdy One mấy bạn. Còn một con RBA mới toe ra mắt trong năm 2024 năm nay. Con này anh em có thể xài được cho cả những thiết bị Boro thông thường và cả thiết bị Boro của Dot. Nó sẽ có một cái RBA, một cái Dot tăng sẵn, mấy bạn có thể gắn vào những thiết bị của Dot All in One, mấy bạn xài luôn. Có hệ thống gió và nó có thêm một cái chimney. Cái chimney này các bạn để có thể gắn vào một cái Boro kích thước chuẩn của những thiết bị giống như là Billetspot và những thiết bị Boro kích thước chuẩn. Là nghĩa là nó xài trên đa dạng thiết bị Boro được. Thậm chí nó xài A tăng rồi vừa thoải mái bạn. Không sao. Thì con này phải là một con là ngon lắm luôn á. Và nó rẻ lắm, rẻ dã man so với những cái RBA trên thị trường các bạn. Nó là đồ ao chứ không phải đồ clone. Và cái con RBA Study này á, mình sẽ có một cái clip riêng do thầy Thành, là thầy Linh hoặc là thầy Ken ở Smoky, mấy thầy sẽ làm một clip review về build con RBA Study này. Mình recommend mấy bạn sử dụng Dot All in One, mấy bạn nên xài RBA Study, bởi vì con này nó sẽ tăng cái sức mạnh của con Dot của bạn lên nhiều lần vì nó rất là ngon. Mình dùng từ rất ngon nha các bạn. Túm cái váy lại á, là hôm nay mình mang đến cho các bạn cái thiết bị này, con Dot All in One V2 G10 fit chung với Monachi. Nó đã G10, nó còn fit với Monachi thì chắc chắn con này không thể là một thiết bị tàu lao được các bạn, nó cực kỳ ngon. Sắp tới các bạn sẽ thấy mình cầm con này mình ngậm luôn trên miệng như mấy bạn thấy, bởi vì mình thích nó quá. Mình chỉ test OCC thế này thôi, đường nào mình sẽ gắn Study vào tối nay thôi. Clip này thì nó có vẻ hơi dài, nhưng túm cái váy lại á, con Dot lại là một con rất đáng sở hữu. Nó vừa có giá trị về mặt sử dụng, có giá trị về mặt sưu tầm đúng mấy bạn, bởi vì nó chỉ có 3.000 con trên toàn thế giới thôi. Vì mình nghĩ ngay từ đầu là cái này, con này cũng sao không làm nhiều, 3.000 con là một số lượng cực kỳ ít so với thế giới Weber, mà càng này càng lớn, cực kỳ lớn. Thì mình nghĩ là sắp tới nó sẽ tạo nên một cái trend là fit chung với những cái hãng lớn làm với những cái chất liệu cao cấp như thế này để giữ được độ bền cao hơn. Nó không bị tróc sơn giống như mấy con Anode thế này nọ đúng không mấy bạn. Rất là bền, cầm rất là sướng tay, nhắm tay cầm phê lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip review của ông Toàn. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Smoky Town để xem nhiều clip review của Toàn hơn nhé. Vì sắp tới Toàn sẽ xuyên làm hơn. Dạo này ế quá cho nên Toàn sẽ xuyên làm clip hơn cho mấy bạn coi. Nội có chuyện Toàn review cái đống đồ Toàn đang cầm thì các bạn có thể biết được nhiều hơn về cái thế giới Vapor mình, nó hiểu nó vận hành như thế nào, những cái văn hóa của mình nó như thế nào. Và Vape không dành cho người dưới 18 tuổi và hạn chế sử dụng nicotine cao nha mấy bạn, nhất là Sonic.
nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Đây là một thông điệp toàn muốn truyền gửi tới các bạn qua những cái clip của mình, và đây là một thông điệp mình muốn lan tỏa trong cộng đồng. Chúng ta nên chọn những thứ tốt nhất cho những thứ chúng ta sử dụng hàng ngày, đó là tinh dầu các bạn. Hãy lựa chọn tinh dầu rõ nguồn gốc và rõ cái nhà cung cấp nó đàng hoàng thì mình sẽ yên tâm hơn các bạn. Không có đồ gì ngon bổ rẻ các bạn, chỉ có đồ giá cả phù hợp với các bạn thôi. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Have fun bro.